được remake lại từ tác phẩm điện ảnh Anh Tôi Vô Số Tội hay My Annoying Brother của Hàn Quốc. Anh Trai Yêu Quái của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đang được vô số lời khen từ giới phê bình và các khán giả được xem sớm bộ phim này. Dẫu biết các tác phẩm remake của Việt Nam không được quá nhiều người đánh giá cao, nhưng đối với mình, Anh Trai Yêu Quái thật sự đặc biệt. Và hãy cùng xem Anh Trai Yêu Quái đã đem lại được cho mình những gì nào. Bộ phim xoay quanh hai anh em Lâm và Phong. Lâm là một tuyển thủ judo đang trên đà thành công nhưng bất ngờ gặp phải tai nạn trong lúc thi đấu, khiến đôi mắt không thể nào nhìn được nữa. Phong thì là người anh trai cùng cha khác mẹ với Lâm. Vì một số lý do bất đồng ngày xưa nên anh đã bỏ nhà đi và sa đọa, khiến phải ngồi tù nhiều năm liền. Nay Lâm đang trong tình trạng người khiếm thị cần được chăm sóc. Phong được ân xá cho về nhà chăm sóc cho người em này. Mục đích ban đầu của Phong khi về nhà chỉ là muốn bán nhà và chia tài sản, nhưng dần dần bộ phim sẽ gỡ bỏ nhiều nút thắt hơn cho khán giả được biết và khai thác sâu hơn về tình anh em của hai người. Trên con đường đi tìm lại tình anh em ngày xưa cũng có sự xuất hiện của hai nhân vật nữa là cô nàng Diệp, lúc trước là quản lý của Lâm, và dì Tám hàng xóm nhiều chuyện. Nhiều người đã cho rằng Anh Trai Yêu Quái thật sự đã vượt qua được cả bản gốc của mình nữa, bằng chứng là phim đã nhận được rất nhiều lời khen từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, so sánh hai phiên bản khác nhau là điều không hay, nên mình sẽ chỉ nói qua những cảm nhận của riêng mình thôi về Anh Trai Yêu Quái. Đầu tiên, mình sẽ khẳng định là Anh Trai Yêu Quái là bộ phim Việt Nam hay nhất trong năm mà mình đã review. Thoát mình khỏi cái mác hài nhảm của Việt Nam, các mảng miếng hài trong Anh Trai Yêu Quái thật sự là duyên dáng và được sử dụng một cách vừa phải, đúng nơi đúng chỗ. Do cốt truyện gốc đã vô cùng chặt chẽ về mặt nội dung rồi, nên Anh Trai Yêu Quái đương nhiên giải quyết các vấn đề mà phim đặt ra vô cùng gọn gàng. Tiếc một điều là thời lượng hơi ngắn, nên tình anh em của Lâm và Phong vẫn chưa được đẩy lên quá nhiều. Chính vì thế, khoảng lặng của phim thật sự cảm động đấy, nhưng chưa đủ để lấy nước mắt của mình trong rạp. Nhưng đó là mình thôi nha, mình đã thấy rất nhiều bạn sụp sùi trong rạp khi xem đấy. Phim sử dụng một cách chuyển biến tâm trạng nhân vật từ bi sang hài cũng rất là mượt, không gây cảm giác hụt hẫng trong cảm xúc của khán giả khi xem. Đang cười đã đời đấy, rồi phải lặng lại, rồi gần xúc động thì vài miếng hài duyên được chêm vô khiến ta cũng dễ dàng bật cười. Hình ảnh và âm thanh của Anh Trai Yêu Quái được sử dụng cũng rất là tốt. Các góc quay đầy điện ảnh được sử dụng đủ để ta hình dung ra bối cảnh gói gọn trong căn nhà đó của hai anh em trông như thế nào. Âm nhạc cũng được sử dụng rất đúng lúc, khiến cảm xúc của người xem được đẩy lên theo đúng nhịp của bộ phim muốn. Tình cảm anh em là thứ mà Anh Trai Yêu Quái tập trung khai thác nhiều nhất và dành nhiều thời lượng phim vào hai anh em. Chính vì vậy, điểm cộng lớn nhất của phim chắc chắn đến từ hai nhân vật chính rồi. Đầu tiên mình phải nói đến Kiều Minh Tuấn trong vai Anh Trai Yêu Quái Phong. Nếu như bạn chấp nhận bỏ qua các scandal trong các bộ phim trước của Kiều Minh Tuấn, thì chắc chắn bạn sẽ hài lòng với những gì mà Tuấn đã làm được trong bộ phim này. Nét diễn duyên dáng, tự nhiên và đầy thiện cảm là những gì mình dành cho Kiều Minh Tuấn trong vai Phong. Thật sự sau khi xem xong, mình không nghĩ có ai phù hợp hơn cái vai này hơn Tuấn được đâu. Chính vì thế, mọi người hãy bỏ qua các sự việc trong quá khứ và trao thêm cơ hội cho diễn viên đầy tài năng này nha. Kế đến là sự trở lại của Isaac trong vai trò diễn viên sau hai bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể và Song Lan. Nhiều người cho rằng Isaac nên chuyển hẳn sang làm diễn viên sau những hình ảnh đầy ấn tượng của mình trong vai cậu em judo Lâm này. Để một người tay ngang hóa thân thành một người khiếm thị là vô cùng khó, nhưng không ngờ sự tự nhiên mà Isaac đã thể hiện trong Anh Trai Yêu Quái khiến mình nghĩ đây thực sự là một diễn viên chuyên nghiệp. Một sự oai phong trên sàn judo hay sự chậm chạp rụt rè khi bị mù là đều được Isaac thể hiện vô cùng tròn trịa. Cảm xúc của phim được đẩy lên nhiều hơn cũng nhờ vào sự xuất hiện của Diệu Nhi trong vai Diệp và Phi Phụng trong vai dì Tám. Tuy hơi bị bỏ lơ trong việc khai thác tình cảm của Lâm và Diệp, nhưng Diệu Nhi cũng thể hiện một nét mới lạ của mình trong vai diễn, không lầy lội tấu hài mà thay vào đó là dịu dàng duyên dáng, luôn sát cánh bên Lâm, cũng là một điểm cộng của vai diễn lần này của Diệu Nhi. Và với kinh nghiệm lâu năm trong nghề của mình, các khoảnh khắc hài hước hay cảm động đều có sự tác động không ít thì nhiều từ vai diễn dì Tám của Phi Phụng. Nên đối với mình, ít nhưng chất lượng là những gì mình dành cho dàn diễn viên của Anh Trai Yêu Quái. Tóm lại, Anh Trai Yêu Quái thật sự là một bộ phim đáng xem và chắc chắn không cần phải giải cứu như vài phim Việt hiện nay, vì chất lượng của Anh Trai Yêu Quái là quá tốt. Phim chắc chắn sẽ phù hợp với tất cả mọi người và sẽ dễ dàng lấy nước mắt của các bạn trong rạp phim, nên hãy đừng bỏ qua một bộ phim Việt đáng xem như thế này nha. Hãy comment lại ý kiến các bạn về bộ phim, đừng quên like và subscribe cho kênh để mình có thêm động lực ra những video chất lượng hơn trong tương lai. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chang On. Phong! Đã mất tiêu rồi. Cởi quần cho tôi mặc đi. Tao không mặc quần xì.